HB Shop, xin chào các bạn. Clip này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách thay cái web dầu cho dòng máy Toshiba nha. Máy dòng Toshiba như 603 hoặc là 720 hoặc là 850. Một số dòng máy của Toshiba nha các bạn. Đây là web dầu mới. Đây là cái máng để chứa web dầu nha các bạn. Đây, chúng ta tháo các khoen hết. Đây, đây là các khoen để chứa mấy đầu khóa đây. Chúng ta tháo ra hết. Và chúng ta tháo cái web dầu cũ ra. Chúng ta tiến hành bắt những bánh xe chốt như ban đầu ha. Chúng ta bắt những bánh xe chốt như ban đầu vào cái web dầu mới. Đây. Và chúng ta khóa lại. Bây giờ chúng ta tiến hành tháo ra và lắp vào nha. Web dầu này thì phía trên nó có một lớp dầu mỏng rồi, nó tì lên cái cụm sấy nha, để cho giấy chúng ta đi qua nó không có bị kẹt. Chúng ta sẽ làm nó qua như thế này. Chúng ta khóa chốt lại, chúng ta bắt vào cụm khớp nha các bạn. Đây, ở đây nó có một cái chốt nè, chúng ta bóp lại. Thì cũng có một cái chốt, ta khóa lại luôn. Đây cũng vậy, chúng ta khóa hai cái chốt lại. Okay, và sau khi chúng ta lắp xong nha, đây nó có cái gờ để mà chặn cái xoay của cái bếp dầu lại. Chúng ta xoay thẳng nó ra. Nó phá một chiều, nó chỉ xoay quấn vô được một chiều thôi nha các bạn. HB Shop chúc các bạn thành công. Đây, sau khi chúng ta thay web dầu xong đây, nó web dầu nó sẽ tì lên cái lô sấy này, để trong quá trình phô á, mực nó đóng trên cái lô sấy này rất là nhiều. Web dầu này nó có công dụng là nó sẽ lau sạch đi những cái bụi bẩn và dơ đó nha. Nếu mà không lau sạch á thì cái giấy của mình phô ra nó bị dính mực hoặc là nó dễ bị kẹt giấy nha các bạn. Rồi, chúng ta lắp vào.
Rồi, chúc các bạn thành công nha.